Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục tử vi tuổi Mùi trong tháng 6 âm lịch năm 2022 nhâm dần trong chuyên mục tử vi của 12 con giáp. Thưa quý vị, lời nói đầu tiên thay mặt cho những người thực hiện chương trình này xin chúc tất cả quý vị hạnh phúc, may mắn và nhiều thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Quý vị thân mến, giới tử vi tâm linh học nhận định rằng tuổi Mùi là một trong những con vật thông minh và khôn khéo nhất trong 12 con giáp. Người tuổi Mùi thì không những tài giỏi nhanh nhẹn mà họ còn rất giàu lòng vị tha, luôn luôn giúp đỡ những người đang gặp khó khăn hoạn nạn. Những người tuổi Mùi cũng được đánh giá là rất ham học hỏi, họ có thể thu thập thông tin cho mình ở bất kỳ đâu. Vì thế mà những người này có kiến thức khá sâu rộng, hiểu biết nhiều vấn đề trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Và không chỉ vậy, họ luôn là người mang lại niềm vui và tiếng cười cho những người xung quanh. Vậy nên trong tháng 6 âm lịch này, họ là một trong những con giáp cực kỳ may mắn, được thần tài chiếu cố, thần Phật độ mạng, ban phát tài lộc, hóa giải những vận xui cho quý gia chủ tuổi Mùi. Trong tháng này cũng mang lại cho những gia chủ tuổi Mùi cơ hội đổi đời, và nếu biết nắm bắt chính xác thì chỉ sau một đêm cũng giúp cho quý vị gia chủ tuổi Mùi đổi vận. Trước khi bước vào nội dung chi tiết, quý vị đừng quên ủng hộ chương trình bằng cách nhấn vào nút đăng ký kênh và chọn vào quả chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Và ngay sau đây, xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng tìm hiểu nội dung chi tiết. Sau đây là phần tổng quan tử vi của các quý vị gia chủ tuổi Mùi trong tháng 6 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xét về đường công danh sự nghiệp của các quý vị gia chủ tuổi Mùi trong tháng 6 âm lịch, do gặp hung tinh chiếu mệnh nên công việc nhìn chung không được thuận lợi, suôn sẻ cho lắm. Dưới sự tác động của sao xấu, những người cầm tinh con dê phải thay đổi liên tục suy nghĩ, ý tưởng trong công việc thì mới mong có thể khởi sắc được đôi chút. Bên cạnh đó, tử vi khuyên rằng năm nay nói chung và tháng 6 âm lịch nói riêng, người tuổi Mùi không nên mạo hiểm đầu tư tiền bạc vì xét thấy có sự bất lợi, tranh chấp và kiện tụng. Riêng người kinh doanh buôn bán có thể hợp tác với bạn bè nhưng tránh kết hợp cùng người thân, đồng thời phân tách công việc cũng như lợi ích rõ ràng thì mới tránh được sự tranh chấp. Năm nhâm dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Mùi để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên quý vị gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Luận giải tử vi cho những người tuổi Mùi trong năm 2022, tháng này tài lộc kém, công việc không thuận lợi dẫn đến nguồn thu nhập bị hạn chế, tiền bạc làm ra ít nhưng lại phải tiêu tốn nhiều, khó tiết kiệm, chi tiêu nhiều cho cuộc sống và công việc làm ăn. Tuy vậy, điểm sáng là trong khó khăn nhưng bản mệnh vẫn luôn tìm tòi nhiều hướng phát triển khác nhau nên có nhiều nguồn thu nhập, tuy chưa có nhiều nhưng cũng là tiền đề tốt cho sự phát triển sau này. Lưu ý, trong năm nay có tranh chấp liên quan đến tiền bạc, hết sức cẩn trọng khi chọn người hợp tác làm ăn, đặc biệt là với người thân trong nhà. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp tài lộc vào tháng này, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi và tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tử vi tuổi Mùi tháng 6 âm lịch năm 2022, trên phương diện sức khỏe cần đặc biệt chú ý đến vấn đề ăn uống và sinh hoạt điều độ bởi hệ tiêu hóa không được tốt. Trong năm chịu tác động của hung tinh, gia chủ sẽ phải trải qua nhiều vất vả, lo toan cho công việc và tiền bạc. Vì thế mà sức khỏe giảm sút và dễ ngã bệnh. Dù là nam mệnh hay nữ mệnh tuổi Mùi cũng không nên chủ quan khinh suất vấn đề đi lại, đề phòng tai nạn xe cộ bất ngờ. Các quý vị gia chủ tuổi Mùi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Mùi. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Không có đào hoa tinh chiếu cho nên tháng này tình duyên của những người tuổi Mùi rất ảm đạm.
với những người đã có gia đình, vợ chồng bất hòa, cãi vã, trong nhà thiếu hòa khí, gia đạo bất ổn xoay quanh những mối lo cơm áo gạo tiền, ra đường cũng xung đột trong các mối quan hệ xã giao. Với những người độc thân, tình cảm cũng không mấy khởi sắc, dù vẫn có cơ hội hẹn hò, tìm hiểu nhưng lại không duy trì được mối quan hệ lâu dài, khó thành đôi. Bản thân trong gia đình cũng thiếu hòa khí, có sự tranh chấp cãi vã với anh em trong nhà. Tử vi của từng tuổi Mùi trong tháng 6 âm lịch năm 2022, tuổi Ất Mùi sinh năm 1955. Sức khỏe của quý vị gia chủ tuổi Ất Mùi trong tháng 6 âm lịch không được đánh giá tốt, suy yếu đi nhiều, cần đặc biệt quan tâm đến các bệnh liên quan đến huyết áp. Gia đình cũng sẽ gặp nhiều chuyện buồn đưa tới, vợ chồng con cái không được vui vẻ, dễ xảy ra bất hòa. Vậy nên trong tháng cần điều chỉnh tâm lý, thay đổi một số thói quen sinh hoạt trước kia, hòa hợp với gia đình, con cái, tận hưởng quãng thời gian về hưu đúng nghĩa. Tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Tuổi Đinh Mùi đang bước vào giai đoạn nghỉ hưu nên cảm xúc dễ bị xáo trộn, tinh thần bất ổn và rất cần được người phối ngẫu quan tâm hỏi han. Nhưng nhìn chung trong tháng này việc làm ăn khá thuận lợi, kinh doanh hay đầu tư vẫn tiếp tục sinh lời, giúp đương số củng cố tài chính, phần nào yên tâm khi về hưu. Sức khỏe giảm sút đáng kể, khó tránh khỏi những triệu chứng tuổi già như cao huyết áp, bốc hỏa trong người, các bệnh về khí huyết, ngủ kém, không sâu giấc, ăn uống không thấy ngon miệng. Tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Người tuổi Kỷ Mùi sẽ phải trải qua một tháng rất nhiều vất vả trong công việc làm ăn. Tuy nhiên đối tượng làm công ăn lương ít bị ảnh hưởng hơn làm tư hay làm chủ. Tuy bận rộn vất vả nhưng đổi lại phương diện tài chính được củng cố khá vững vàng, tiền bạc chi tiêu khá thoải mái, đủ cho các chi phí sinh hoạt gia đình hay công chuyện hùn hạp làm ăn. Về sức khỏe chú ý vấn đề ăn uống, đề phòng gan phải hoạt động quá tải khiến cho chức năng đào thải độc tố trong cơ thể trục trặc là tiền đề gây ra các bệnh như gan nhiễm mỡ, viêm gan và xơ gan. Tuổi Tân Mùi sinh năm 1991. Xem tử vi tuổi Tân Mùi tháng 6 âm lịch năm Nhâm Dần, hứa hẹn công việc làm ăn thuận lợi, có quý nhân giúp đỡ, không ngừng thăng tiến về chức vụ cũng như gia tăng tiền bạc. Trong tháng gia chủ có cơ hội đi xa và thậm chí là xuất ngoại, đi tới đâu cũng gặp người tốt giúp đỡ, mở ra nhiều cơ hội làm ăn và cả phát triển tình cảm cá nhân. Về sức khỏe, cần đề phòng tai nạn xe cộ, các bệnh liên quan đến hệ thần kinh như đau nửa đầu, thị lực giảm sút và trí nhớ kém. Tuổi Quý Mùi sinh năm 2003. Những người tuổi Quý Mùi đã bước sang tuổi 19 trong năm 2022, nhiều bạn ở độ tuổi này đều đã bước vào xã hội và bắt đầu lao mình đi kiếm sống và vấp nhiều hơn. Cái tôi của người trẻ rất cao, cách hành xử đôi lúc thiếu sự khiêm tốn, rất dễ vô tình đắc tội tiểu nhân, làm ảnh hưởng đến sự nghiệp, cần đặc biệt lưu ý vấn đề này. Bên cạnh đó, bạn nên để tâm hơn đến chuyện tình cảm cá nhân, đặc biệt là những đôi trẻ đang yêu. Hãy học cách bao dung và thấu hiểu cho nhau trong cuộc sống hàng ngày, đừng hở chút là cãi nhau và nếu không thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình cảm giữa cả hai. Tổng quan tháng 6 âm lịch năm 2022, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Dần. Tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 6 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022. Tức ngày 29 tháng 6 năm 2022 đến 28 tháng 7 năm 2022 dương lịch. Tháng 6 Đinh Mùi có nạp âm là Thiên Hà Thủy, tháng Mùi lục hợp Ngọ, tam hợp Mão và hợi thành Mộc Cục, xung Sửu, hình Sửu, hại Tý, phá Tuất, tuyệt Sửu. Đối với những người tuổi Mùi trong tháng 6 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 1 tháng 6 năm 2022, tức ngày 29 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Sửu, có nạp âm là Tang Tráo Mộc. Ngày âm lịch, ngày 13 tháng 6 năm 2022, tức ngày 11 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Sửu, có nạp âm là Hải Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 25 tháng 6 năm 2022, tức ngày 23 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Sửu, có nạp âm là Giản Hạ Thủy. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Mùi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Mùi trong tháng 6 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 6 tháng 6 năm 2022, tức ngày 4 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Ngọ, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 18 tháng 6 năm 2022, tức ngày 16 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Ngọ, có nạp âm là Lộ Bàng Thổ.
ngày âm lịch ngày 30 tháng 6 năm 2022, tức ngày 28 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Ngọ, có nạp âm là Dương Liễu Mộc. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trong cuộc sống không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau, và chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống đầy chông gai này. Qua phần luận giải của phong thủy Gia Cát, quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được rằng trong tháng 6 âm lịch này, chúng ta sẽ có được những bước đi như thế nào để có thể vững chắc hơn trong tương lai sắp tới. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại.